Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Đức Quang cùng tất cả quý ni chúng. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu Phật tử. Trước nhất chân thành cảm ơn thượng tọa Thích Bình Tâm đã hoan hỷ sắp xếp cho buổi pháp thoại có mặt trong chánh điện của chùa Đức Quang chiều hôm nay. Những bài thuyết giảng về đề tài đó đã có quá nhiều, vì đã nghe rất nhiều các vị giảng sư, pháp sư chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Trong buổi giao lưu đầu tiên này, chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần hỏi và đáp. Nghe giảng về một đề tài đó thì có nội dung mình đã biết rồi, có cái thì mình chưa. Trong khi tham vấn thì trở thành là cái cơ hội để chúng ta đào sâu những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. Mà đôi lúc đó các khía cạnh đào sâu này ta lại không tìm thấy được trong các sách vở, hoặc là không có đủ điều kiện thời gian để đi tìm kiếm nó. Vì đó kính mong ni sư chủ trì đặc trách người điều phối các câu hỏi, và trên cơ sở đó thì chúng ta cùng tìm hiểu để gợi ý giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề mổ xẻ và ứng dụng lời Phật dạy. Bây giờ xin mời phần điều phối câu hỏi bắt đầu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một vài cái thắc mắc như sau. Mắc thứ nhất, con nghe nói tâm bình thường là đạo. Vậy tâm như thế nào là bình thường? Ý nghĩa về bình thường ở trong thiền học nó khác hoàn toàn với cái khái niệm bình thường ở thế gian. Áp dụng khái niệm bình thường của thế gian để lý giải cái bình thường của đạo là một sai lầm về phương pháp luận. Ví dụ cái bình thường của thế gian là gì? Con gái lớn lên lấy chồng, con gái thì lấy vợ, sinh con đẻ cái và sinh hoạt tính dục, hưởng thụ các khoái lạc giác quan là chuyện bình thường. Ai đi ngược là cái đó được gọi là ngược đề. Mà nếu như sống với cái tâm bình thường như thế mà gọi là đạo á, thì đạo đó cũng đúng, nhưng mà đó là đạo nhân thừa chứ không phải là đạo giải thoát. Trong cái đó, khái niệm đạo trong chữ bình thường tâm là đạo của thiền học Trung Quốc á, nó được hiểu là đạo giải thoát, khai sáng Phật tính để chúng ta trở thành là một bậc giác ngộ siêu phàm thoát tục. Như vậy cái tâm bình thường được hiểu trong ngữ cảnh này là cái gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, mà không để cho tâm bị vướng dính vào bất cứ một cái gì thì cái đó gọi là tâm bình thường, hay còn gọi là tâm chánh niệm. Có nghĩa là ta làm chủ được hết tất cả các phản ứng của tâm. Vì do vậy không có một cái phản ứng tiêu cực nào của cảm xúc và tâm lý nó trỗi dậy để làm cho ta đánh mất chính mình hay là dông thân. Nói theo một thiền sư Việt Nam là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Cái bình thường mà hiểu theo cái nghĩa đen của con pháp vĩ quyền yêu thì nó rất nguy hiểm. Mỗi lần đói cứ ăn, giống như chị em phụ nữ ngày ăn đến vài chục lần, ăn vặt á, thì có nhu cầu như là một cái thói quen. Cái đó không phải là tâm bình thường, mới là tâm ăn nhiều quá cái mức bình thường. Khát uống, mọi người uống theo đề nghị bác sĩ là khoảng 2 lít rưỡi nước mỗi ngày, mà có người uống là 20 lít hay là uống 2 ly nước thì không bình thường. Chừng nào khát mới uống, bác sĩ khuyên chúng ta là không khát cũng uống nếu ta muốn có sức khỏe. Như vậy ta sống đúng với cái quy luật thì ta gọi là ta đang sống với sự bình thường. Mệt ngủ thì đừng có làm lao lực quá mức. Khi mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa, lên ngồi tụng kinh cứ ngủ gật, là bởi vì mấy ngày trưa ta mắc ngủ hay là làm việc nhiều quá, cho nên xin phép thầy trụ trì cho phép mình nghỉ ngơi. Thì Đức Phật vẫn cho phép như thế mà. Mà mệt ngủ như thế không phải là hưởng thụ, đói ăn khát uống không phải là hưởng thụ, mà là những nhu cầu cần thiết, nhưng tâm chúng ta không bị vướng dính ở trong chủ nghĩa hưởng thụ này.
ăn không đặt nặng vấn đề khẩu vị, uống không đặt vấn đề ngon dở, ngủ không phải là để mập béo, mà chỉ để có một cái cơ thể khỏe mạnh bình thường để ta làm những chuyện phi thường, thì gọi là tâm bình thường. Các thân trầm vinh dục, thành công thất bại, lên do xuống chó, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ như là những cung đàn, đến lúc làm cho mình lên đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc, đến lúc nó đẩy mình xuống cả vực thẳm của khổ đau, mà tâm ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thì gọi là tâm bình thường. Ta đang sống với cái đạo gọi là vô sở trụ, vô sở chấp, và đạo đó là đạo giải thoát. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra từ giữa tháng 6 2007, kết thúc vào tháng giêng năm 2009. 18 tháng đó đã làm biết bao nhiêu người chao đảo, tự tử mà chết, tại vì trở thành trắng tay. Bao nhiêu năm dành dụm cắt co cắt cụm, bây giờ không còn gì hết, vì nghĩ là mình bất bình thường, hoàn cảnh mình không còn thường như trước đây nữa, cho nên nhiều người kháng cự lại cái sự đổi thay vô thường đó, không đổi mà chết, hoặc là điên cuồng tâm thần, hay là mượn rượu giải sầu, lao vào những cái chốn ăn chơi, vân vân, bế tắc lại càng thêm nhiều bế tắc khác. Còn người hiểu đạo, hiểu vô thường nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, cho nên giàu đó rồi nghèo đó, có đó rồi mất đó, và thấy rất rõ rằng các cái tài sản sở hữu nó không phải là của mình một cách vĩnh hằng, do mình khôn ngoan biết cách hợp luật pháp và hợp với cái quy luật cung cầu của kinh tế tự do thị trường mà ta trở thành một người giàu sang. Như vậy cái sở hữu tài sản đó là tạm thời đó, đó là ta đang hiểu được vô ngã là vô ngã sở hữu, cho nên ta không bị khổ đau khi những thứ này mất đi, giàu muốn hay không muốn. Cái đó ta đang sống với cái tâm bình thường trong mọi biến cố khác thường của cuộc đời. Nhiều chị em phụ nữ khi chồng ngoại tình hay là phụ bạc trở nên điên dại, tại vì mình sống bất bình thường. Còn bây giờ ổng phụ tình phụ bạc, nó vẫy tay chào với các bụi, thấy ổng như là 36 thể trượt thôi, có gì đâu mà buồn, đi càng sớm càng tốt. Ai hốt cái ông chồng bạc bẽo đó về thế cho mình thì mình cảm ơn, cúng nải chuối cúng ông địa đưa tiễn đi, hay có người khác gánh vác giùm cho mình. Như vậy mình đang sống với cái tâm bình thường, không có gì phải bận tâm á. Có người mà ta chung thủy đàng hoàng đứng đắn ở với mình thì mới có nghĩa chứ. Áp dụng cái tâm bình thường đó trong đời sống xã hội rất là có chiều sâu. Chứ là mọi biến cố ta vẫn thấy thản nhiên thôi, nỗ lực hết mình, có trách nhiệm, có tấm lòng, có phương pháp, kết quả ra sao thì cứ ra, ta không bận tâm về nó nữa. Không tự đai nghiến mình, hành hạ mình, nói nặng nói nhẹ mình, hay là quy kết trách nhiệm cho người khác, người đó đang sống với cái tâm bình thường. Và đạo đấy tức là đạo lý của sự tỉnh thức. Tin theo nhân quả là sống với cái tâm bình thường, hiểu duyên khởi là sống với cái tâm bình thường, thấy được vô thường vô ngã là sống với cái tâm bình thường, và đây chính là đạo giải thoát. Rất nhiều hương linh sống bất bình thường bởi nghĩ cái thi thể là chính mình, cho nên rơi vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên tâm bình thường đó được hiểu với nhiều cấp độ khác nhau, và do đó giá trị ứng dụng nó cũng khác biệt. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, triền cái và ngũ cái khác nhau thế nào? Để tu tinh tấn phải loại trừ hai thứ này cách nào dễ nhất? Mô Phật. Triền cái là khái niệm chung, chỉ cho những trói buộc về tâm lý làm cho con người bị rơi rớt trong ba cõi và sáu đường. Nó còn gọi là các triền cái thấp, nó làm cho mình bị rơi thấp xuống ở dưới những cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Địa ngục thì không có thật, rồi nó rơi vào những cái trạng thái sống tù ngục đấy. Còn ngũ cái đó là một cái pháp số dựa vào các mô tả trong các tác phẩm thiền học của Phật giáo Nam Tông. Năm trói buộc thấp làm cho chúng ta bị thất điên bắt đảo trong cuộc đời. Cái trói buộc đó rất là nhiều. Có những trói buộc nó làm cho mình rơi vào cảnh giới sắc giới. Có những trói buộc làm chúng ta rớt vào vô sắc giới. Có những trói buộc nó làm cho chúng ta
rơi vào thú tính, có những trói buộc làm cho chúng ta trở thành là ngạ quỷ, có những trói buộc làm cho chúng ta trở thành những con người vô nghĩa trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ dành một cái buổi riêng để nói về năm trói buộc thấp này, vì nội dung của nó rất là phong phú. Và đối tượng chuyển hóa ở trong các cái giải pháp tâm linh của Phật giáo là nhằm hướng đến cái này. Dù theo bất kỳ một pháp môn nào mà không chuyển hóa được năm trói buộc thấp thì ta không có thể có được an vui hạnh phúc thật sự. Pháp môn đó được xem là nó không đi tới đâu. Nói chung nó là những phiền não, những ràng buộc, mà phiền não nào nó cũng là những hệ lụy hết. Do đó đối tượng của sự tu tập là giải phóng phiền não. Ví dụ trong đó nó có cái trói buộc hoài nghi đi. Hoài nghi là có nhiều góc độ. Hoài nghi về chánh pháp của Đức Phật. Ta đang sống có nhiều phương tiện để hiểu được giáo pháp của Ngài, thì bỗng dưng có một người nào đó nói rằng là 50 năm vừa qua tôi rất hiếu kính cha mẹ, làm lành lánh dữ, cúng dường chùa, trang nghiêm Phật tượng, ăn tống kinh điển, ấy thế mà nỗi khổ niềm đau nó có cứ đeo đuổi tôi từ tình huống này sang tình huống khác. Như vậy là nhân quả không có, và đó chính là người thân của chúng ta, ta có thể chứng kiến được. Từ đó cái hoài nghi trỗi dậy rằng là không có kiếp sau, mọi thứ chỉ là tình cờ ngẫu nhiên. Đó là một trói buộc, nó làm cho chúng ta đánh mất niềm tin với Phật pháp. Hoặc ta có thể quan sát thấy rất nhiều người làm các Phật sự trong các chùa, mặc dù rất là khiêm tốn, nhã nhặn, ý nhị trong các mối quan hệ, ấy thế mà hết cứ để phê bình chỉ trích, kẻ nói xấu, người xuyên tạc, hoặc là chọt gậy bánh xe, phá đám đủ kiểu hết á, làm cho chúng ta cảm thấy trời, làm Phật sự mà còn thế thà rằng tôi không làm còn hơn, để cho mình được bình an. Cho nên dẫn đến trạng thái là hoài nghi về phước báo của những việc làm lành. Hoài nghi về chánh pháp đó, nó còn có nhiều góc độ. Sau khi hành trì một pháp môn nhiều năm mà không thấy mình thăng tiến đến đâu hết, cho nên ta nói là chánh pháp với Phật không có cái năng lực trị liệu, vì ta áp dụng sai. Hoặc là chỉ sử dụng một vài bản kinh đó, mà trong cái đó nỗi khổ niềm đau mình nó nhiều, để là ta phải dùng nhiều bài kinh khác nhau để trị cho những cái nỗi khổ đó được rơi sụng. Thì cực đoan và thiển cận trong việc áp dụng pháp môn làm cho chúng ta không phát huy được hết giá trị chánh pháp có thể cung ứng cho ta trong cuộc đời, từ đó dẫn đến sự hoài nghi. Có người đọc sách thì thấy rằng Đức Phật sanh vào năm 623, có nơi nói là 624 trước Chúa Giêsu, có chỗ thì nói 544, nó trên lệch nhau cả trăm năm như thế. Cho nên dẫn đến sự hoài nghi và cho rằng Đức Phật chỉ là một nhân vật huyền thoại chứ không phải là nhân vật lịch sử. Mặc dù rất nhiều dữ liệu về khảo cổ học, về lịch sử, về văn bản học chứng minh rằng Đức Phật là một nhân vật có thật, tức là hoài nghi về Đức Phật. Nhiều người nỗ lực tu tập chính bản thân mình mà rớt xuống, nay an vui, mai là bị phiền não, gần như cái tính cách gián đoạn diễn ra thường xuyên, cho nên mất niềm tin tự lực ở bản thân. Từ đó có khuynh hướng là thờ mẹ sanh mẹ độ, cổ thi quyền nữ, táo quân, thần tài, thổ địa, hoàng công, v.v. để gia hộ cho mình. Thì đó là chưa có niềm tin về Tam Bảo một cách sâu sắc, vẫn còn mê tín dị đoan. Nó chính là con đẻ của hoài nghi. Bây giờ quý Phật tử cứ đối chiếu lại, so sánh lại coi nãy giờ trong những cái điều mà hoài nghi nho nhỏ vừa điêu đó, mình có dính bao nhiêu cái hay là dính tất cả. Nếu ai còn dính cái nào thì cái trói buộc hoài nghi này vẫn là cái mối đe dọa hạnh phúc của chúng ta. Do đó tu tập theo Phật pháp đó, ta phải có niềm tin tuyệt đối về nhân quả, có niềm tin tuyệt đối về sự tự lực của bản thân mình, có niềm tin tuyệt đối về năng lực trị liệu của chánh pháp, có niềm tin tuyệt đối rằng Đức Phật là bậc đại đạo sư, mà tuệ giác của Ngài là một đỉnh cao nhất mà chúng ta càng phải học hỏi để vượt qua. Thì ai có được những niềm tin như thế, và đặc biệt là niềm tin với pháp môn mình đang hành trì, sẽ giải phóng được cái niềm nghi hoặc hay là hoài nghi. Và cái biểu hiện của cái người không còn hoài nghi nữa là gì? Dứt khoát, không do dự, không chần chừ, nhanh nhẹn trong mọi phán quyết, không có rơi vào chủ nghĩa xét lại. Bởi vì người đó phán đoán bằng trực quan của nhân quả, những cái sai suất về phán đoán hầu như là không có.
nhìn xa, thấy rộng, quyết định nhanh. Cho nên sống rất là thoải mái. Và sau khi quyết định cái gì rồi là không có tiếc nuối nữa, bởi vì ta biết rằng quyết định đó là đúng, có gốc rễ của nhân quả. Người đó được xem là người đã giải phóng được trói ngược của hoài nghi. Các hoài nghi còn lại cũng hết, xin lỗi, các trói buộc còn lại cũng hết sức nguy hiểm. Tu theo pháp môn gì mà chưa tháo gỡ được cái này thì chưa đi đến đâu hết trơn á. Đó là nội dung của truyền cái. Và chúng tôi xin dành một buổi khác để nói rộng về bốn thứ còn lại. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, thập nhị nhân duyên vận hành như thế nào? Con đọc sách mãi nhưng chỉ hiểu đại khái, không được minh bạch. Kính xin Thầy chỉ dẫn cho rõ ràng và thực tế hơn. Mô Phật. Bộ kinh Tương Ưng khoảng 2.000 trang. Nội dung của nó chủ yếu là phân tích về 12 nhân duyên và học thuyết duyên khởi nói chung. Do đó giải thích trong vòng đôi ba phút thì không thể nào hết được. Chúng tôi xin chia sẻ một góc độ nhỏ trong kinh Tương Ưng nói về cái cách quán chiếu hành trì của 12 nhân duyên trên công thức của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế gồm có bốn sự thật. Thứ nhất là bế tắc hay là khổ đau. Thứ hai là nguyên nhân bế tắc và khổ đau. Thứ ba là hạnh phúc thoát khỏi khổ đau. Và thứ tư là con đường dẫn đến sự giải thoát đó. Nếu ta áp dụng công thức này cho cái sự vận hành của từng chi phần trong 12 nhân duyên đó, ta không để cho vô minh và các hành động tham ái nó dẫn dắt mình ở trong sanh tử và luân hồi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập là một tiến trình từ quá khứ cho đến đời sống hiện tại, ảnh hưởng chi phối đến vấn đề tổ hợp tâm vật lý của con người. Do mà vô minh mà cái sự vận hành của chúng sinh ở trong ba cõi sáu đường nó có mặt. Và hành đó là những cái hành động của tâm duy trì tiếp nối trong tiến trình của sanh tử, dầu tái sanh liền hay là bị vướng ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, nó đều không phải là một sự kết thúc, chết rồi là hết. Cho nên khi đậu thai trong một bào thai với hình thức là một cái phôi thai thì thức đã bắt đầu có mặt từ ngay cái giờ phút mà cái chết này vừa được tái sinh. Ở một nơi khác thì cha mẹ có nghiệp cảm tương thích đó, đang có quan hệ giới tính trong cái ngày mà người mẹ có thể được thọ thai. Đó là gọi là thức. Danh và sắc đó, thì nó gồm có cái thân thể vật lý của cái phôi. Trong vòng 3 tháng nó bắt đầu nó tượng hình đầy đủ tất cả các giác quan. Sắc có nghĩa là các giác quan. Thân thể dầu là nhỏ nhưng mà nó đã tượng hình rồi. Và các giác quan dầu chưa phát triển trọn vẹn nhưng nên bắt đầu nó có cái những nhận thức và cảm nhận trực tiếp từ người mẹ thông qua cái nhau. Và cái phản ứng giữa mẹ và con trong tình huống này là hai chiều. Có nhiều người mẹ trong thời gian mang thai đó là thích làm từ thiện, thích tu tập, là bởi vì đứa con trong đó là một hạt giống bồ đề. Có những người mẹ bình thường rất là đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà khi mang thai một cậu bé nào tự nhiên nghiện cà phê và thuốc lá, vì cái cậu đang mặc đồ mang thai đó là một cái tay nghiện về hai chủng loại vừa điêu, nó tác động ảnh hưởng. Đó là tiến trình danh sắc. Lục nhập đó là các giác quan. Khi chúng ta được sanh ra, nó được phát triển theo năm tháng thiếu nhi thì các giác quan đó như thế này. Khi trở thành là thiếu niên thì nó trưởng thành theo cái khác, và nhất là tuổi cập kê, những cái thu hút giới tính nó được phát triển rất là mạnh thông qua cái nhìn và cái nghe của mắt và lỗ tai, mà cha mẹ phải điêu đứng. Nhiều cha mẹ phải khóc dở khóc cười vì những đứa con bất hiếu không nghe lời mình và nó mãi mê sự hưởng thụ chơi bời đối với bạn bè mà thôi. Xúc, thọ, rồi ái, thủ, hữu, cả một tiến trình tiếp xúc của các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, dẫn đến cái sự ái trước, chấp nhất theo hai cái khuynh hướng. Thuận á, thì tư hữu hóa nó, mà nghịch á, là kháng cự nó, thì đều được gọi là ái. Mà khi cái tiến trình ái vẫn còn có chấp nhất ở trong sáu giác quan, trong mối quan hệ với đối tượng của nó, thì ta có cái tiến trình tái sinh.
ở trong đời sau với tư cách là một người Phật tiếp tục. Lúc đó ta bắt đầu hình thành ra một con người mới gọi là sanh. Nó giống như cái giai đoạn ban đầu, rồi bắt đầu già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não. Đây là một cái tiến trình chia cắt cái chuỗi kiếp sống của con người qua ba cái chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Cho nên ta gọi là một cái chuỗi mắt xích gồm có 12 khoen, 12 nhân duyên. Đưa vô minh lên làm đầu không có nghĩa là vô minh là cái đầu não của tất cả sự sống, mà là một cái mấu chốt ta tạm mổ xẻ cái hệ quy chiếu ở cái đời quá khứ gần đây nhất. Vì thế ta truy nguyên về quá khứ vô cùng tặng, và ta truy ra cái tương lai không có hạn định nữa. Ta thấy cái tiến trình sanh tử của chúng sinh diễn ra là như vậy. Như vậy mấu chốt của sự rơi rớt trong ba khỏi và sáu đường là gì? Là vô minh, tham ái, chấp trước, phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Và ai đi ngược lại cái đó bằng sự chuyển hóa thông qua các pháp môn á, thì trở thành là một thánh nhân, dự vào dòng thánh, tức là đi ngược lại với cuộc đời. Do đó toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan trong tiến trình tu tập của hành giả là nằm qua 12 nhân duyên này. Chặt được một mắt xích nào ta cũng kết thúc được cái tiến trình của tái sinh. Nếu ta không còn chấp trước nữa, không còn chấp thủ, hoặc là không còn ái trước nữa, thì đời sống này là sự cuối cùng. Các bậc thánh đã làm được việc đó, còn chúng ta là đang nỗ lực làm, mà nhất là người tại gia thì không thể làm được. Người tại gia vẫn còn đời sống ăn ái vợ chồng, cho nên không cần phải chấm dứt sanh tử thông qua tu 12 nhân duyên. Người tại gia chỉ cần tu phá chấp về sự thủ trước mọi thứ rồi, để đời sống hạnh phúc nó được cao thượng hơn, nhiều hơn ở mức độ tương đối, chứ không cần phải giải thoát sanh tử. Nếu ta thấy nhu cầu giải thoát sanh tử là lớn đó, thì ta phát nguyện trở thành người xuất gia. Còn với tư cách là tại gia, ta không cần tu 12 nhân duyên, vì tu 12 nhân duyên là mình buông đời sống vợ chồng. Nếu có hai vợ chồng cùng muốn như thế thì tốt, còn một người muốn một người không á, người tu kia thì được hạnh phúc cho riêng mình, người còn lại thì nằm chờ queo. Bế tắc về đời sống vợ chồng sẽ bắt đầu phát sinh. Cho nên 12 nhân duyên là pháp tu để giải thoát luân hồi. Và đây là khám phá vô cùng đặc sắc của Đức Phật sau tứ diệu đế. Áp dụng tứ diệu đế trong vấn đề quán chiếu này thì thấy là cái vô minh nó cũng có bốn cái. Thực tại của vô minh đó là khổ đau. Nguyên nhân của vô minh đó là do vì ta không hiểu được giáo pháp, ta không được học đến đây đến chốn, ta không gần gũi được thầy lành bạn tốt, ta thiếu sự hành trì. Và đối lập với vô minh đó là gì? Là an lạc của tuệ giác. Muốn có được đó thì ta phải tu tập để phát huy nội lực. Giống như Lục Tổ Vĩ Đằng đã thành công qua cái câu vô sở trụ, và thấy rất rõ là tâm của Ngài bản lai xưa nay là thanh tịnh. Đó là tứ diệu đế trong vô minh. Và mỗi chi phần còn lại của 11 mắt xích còn lại, ta đều áp dụng tứ diệu đế để phân tích nó, thì giá trị trị liệu và sự tu tập nó rất là cao. Cho nên chúng tôi một lần nữa xin kính đề nghị các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông đó, cũng đừng bỏ rơi 12 nhân duyên trong sự hành trì, và đừng bỏ rơi tứ diệu đế trong sự chuyển hóa của mình. Danh hiệu của Đức Phật thông qua việc niệm của Tịnh Độ Tông đó, chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Cho nên nó còn đến 6 yếu tố cần thiết khác mà ta phải thực tập. Nếu hành giả mà có được chánh kiến và chánh tư duy đó thì không còn hoài nghi, như là một trong năm triền cái nguy hiểm đẩy đưa chúng ta trong sinh tử và luân hồi. Vì đó thực tập một cách trọn vẹn được bát chánh đạo đó, người ta trở thành thánh rồi. Còn nếu là người phàm, ta sống an vui hạnh phúc, phước báo công đức dễ đầy. Thì đó là một phần nhỏ của 12 nhân duyên. Nếu muốn hiểu rộng thì quý vị tìm đọc Tương Bộ Kinh 5 tập, tổng cộng là khoảng gần 2.000 trang. Hiện nay đã được phổ biến trong trang web daophatngaynay.com do chúng tôi biên tập, để có thể hiểu rõ hơn. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, con là một Phật tử thường lui tới đạo tràng, sự nương tựa vào Đức Phật, chánh pháp là tuyệt đối. Song đối với tăng bảo, con có sự vướng mắc trong tâm vì thấy có những điều không đúng như là một bậc mô phạm. Nghĩ như vậy con có lỗi không? Xin Đại Đức chỉ rõ cho con. Mô Phật. Trong đối tượng tâm thứ ba,
tại cái ngày quy Tam Bảo đó, thì tất cả được hướng dẫn phát nguyện quy tăng thì phải tránh xa thầy tà và bạn xấu. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ là không phải ai đi xuất gia đều phát xuất từ lý tưởng muốn giải thoát và cứu độ cuộc đời, cho đó con người là đối tượng quan trọng nhất. Cũng có rất nhiều người tu đạo cái lý tưởng ban đầu là chân chính, nhưng vì do nghịch cảnh cho nên dần dà bị bỏ cuộc đối trực, cho nên trở thành là cái người không giữ đúng được giới luật và tinh thần Đức Phật đã dạy, làm tổn thất và yếu kém đi niềm tin của quần chúng. Cũng có rất nhiều người do bị thất tình hoặc thấy là cuộc đời của mình nó lận đận khổ đau quá, cho nên vào chùa nương Phật được bình an hơn, cho nên nó đã trở thành người xuất gia. Ta khó có thể định lượng biết hết được rằng là cái người đi xuất gia trong cái thời ngày nay đó là phát xuất từ động cơ nào. Bởi vì người độ những người xuất gia không có mấy người có được tha tâm thông để biết được cái dòng chảy tâm thức của họ trong lúc đó. Giáo pháp của Đức Phật thì mầu nhiệm cái khả năng trị liệu đó, để hướng dẫn từ một người không có lý tưởng phát xuất từ những động cơ sai trở thành một người có lý tưởng là điều không khó đó. Nếu ta có một môi trường tốt và người có kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh trong sự hành trì, và kết quả là những người xuất gia đều có thể đạt được những giá trị chân lý hay là hạnh phúc ở mức độ và cái kết quả tu tập ở một mức độ tương đối nào đó. Tuy nhiên vẫn có những người đã không làm được như vậy, để lại sự tổn thất niềm tin, và người đặt ra câu hỏi này rơi vào cái hoàn cảnh là quơ đủ cả nắm. Mắt sâu mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi là một cái câu nói rất là chí lý, để chúng ta không lẫn lộn giữa vàng và thau, vì giá trị của hai loại này là khác nhau trời và vực. Đừng vì cái sự sụp đổ thần tượng đối với những cái nhân vật A, B, C mà mình đã từng gặp mà mình hoài nghi rằng tất cả những người tu tập chân chính khác đều như thế. Đó là hoài nghi, đó là thành kiến, đó là cái nhìn sai, vì vậy đó cần phải được điều chỉnh. Vì Đức Phật đã yêu cầu chúng ta là đừng nương vào thầy tà bạn xấu. Cho nên những vị xuất gia là không chân chánh thì ta kính nhi viễn chi, không phải bận tâm chửi bới mắng giết người đó làm gì cái đó, để cho giáo hội lo. Vì giáo hội có giáo luật để giải quyết những vấn đề này. Còn bổn phận là Phật tử đó, ta nên tìm đến Phật thông qua chánh pháp của Ngài. Còn các nhà sư, các sư cô đó chỉ là một phương tiện, giống một cái cánh cửa để ta đi vào Phật pháp. Không có bậc chân tu này, ta có bậc chân tu khác để đi vào đạo Phật. Đến với đạo Phật vì lý tưởng Phật pháp đó, thì sau này không có tăng ni, ta vẫn là Phật tử thuần thành. Còn nương vào đạo Phật thông qua một vị thầy dẫn đến cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân, thì khi cái thần tượng nó sụp đổ thì ta vẫy tay chào với Phật luôn. Sự tổn thất luôn đứng về phía của chúng ta. Thấy rõ được điều đó thì không có lý do gì để chúng ta tạo ra thành kiến một cái sai lầm với tất cả những người tu chân chính. Cái ám ảnh đó, tạo ra mối hoài nghi. Mà ám cảnh đó, là sự lưu giữ cái kinh nghiệm xấu ở trong đầu của mình. Mà trên thực tế không phải lúc nào cái đó nó cũng tái lặp lại. Có thể nó tái lặp lại lần thứ hai, thứ ba với những người ABC, nhưng không thể là toàn thể mọi thành phần. Cho nên đối với những người nào mà tổn thất niềm tin, ví dụ như là thầy bổn sư quy của mình đã ra đời vì không còn thuận hợp với đời sống tâm linh nữa, thì cái việc mà quy Tam Bảo ngày xưa của chúng ta không vì thế mà mất đi, nó vẫn còn quy thôi. Nếu ta chịu không được không nổi, ta có thể tìm đến một vị bổn sư khác để xin quy lại, để khôi phục niềm tin. Hoặc là mình chứng kiến một hiện tượng sư hổ mang, giống như Hồ Sư Hương đã từng mô tả, thì bên cạnh đó cũng có hàng trăm nghìn các nhà sư là các Bồ Tát, là A-la-hán, là Thánh Tăng, là Cao Tăng, là Chân Nhân. Bỏ một nhà sư hổ mang để đến hàng trăm ngàn cái nhà sư chân chính như thế này đâu phải là khó khăn lắm đâu, chỉ cần tìm kiếm là chúng ta gặp được. Do đó đừng làm tổn thất chính mình bằng sự lưu giữ cái ấn tượng tiêu cực về một con người và đánh đồng nó là toàn thể những người còn lại. Quơ đũa cả đấm là một quy nạp nhân gian,
thiếu phương pháp, và do đó nó trái lại cái quyền lợi cần có của chúng ta. Cho nên cần phải tìm đến những tu sĩ có cái kinh nghiệm khích lệ cái niềm tin và khôi phục niềm tin, để chúng ta bỏ đi những cái mặc cảm đó, những nỗi đau đó, những bế tắc đó. Nhưng mà không đó, về lâu về dài nó sẽ dẫn đến tình trạng mà một số người ở trong Phật giáo Hòa Hảo đó, thầy chùa như thể cây sơn hoài tuy láng bóng trong mọt ăn hết trơn hay gì đó. Đó là một thành kiến, đó là một quan niệm sai lầm. Ai không nương vào tăng bảo là đi ngược lại với chánh pháp của Đức Phật. Người cư sĩ không thể tự xem mình là tăng bảo được. Các hòa thượng cao tăng tu vài chục năm cũng vẫn phải quy tam bảo sau mỗi một thời kinh. Các ngài có hàng ngàn, hàng chục ngàn các Phật tử, có người có đến vài triệu Phật tử, vẫn phải quy tăng bảo mỗi ngày. Vì tăng bảo là của chung chứ không phải là của các Phật tử, các tu sĩ không có. Cho nên có một số khuynh hướng của Phật giáo Hòa Hảo là bỏ tăng bảo, và khuynh hướng của một số tịnh độ cư sĩ làm thuốc nam đó cũng không nương vào tăng bảo nữa, vì mất niềm tin với một số tu sĩ, rồi lấy đó làm cái cớ để không còn nương tựa vào ai. Ngay lúc đó cái tôi ngã mạn công cao sẽ trỗi dậy, thì cái con đường tu tập tâm linh chúng ta bị trở ngại vô cùng. Vì trọng tâm của sự tu niệm Phật đó là chuyển hóa cái tôi, nương vào tăng bảo để cái tôi chúng ta không có nhiều, từ nhiều trở thành ít, từ ít trở thành không, và lúc đó ta trở thành thánh. Các tu sĩ chúng tôi cũng phải nương tăng bảo trong sự hành trì. Không có lý do gì mà người tại gia lại bỏ đi tăng bảo, một phần khá quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đến nghe pháp ở một vị tu sĩ là ta đang tin tưởng tăng bảo, cúng dường phát tâm là ta đang nương vào tăng bảo, học hỏi giáo lý ta là đã nương vào tăng bảo, quy y vào những ngày mà chùa tổ chức là ta đang nương tựa vào tăng bảo. Cho nên phải lấy tăng bảo làm một đối tượng để nương tựa tâm linh, giá trị hỗ trợ cho đời sống tu tập chúng ta rất tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, trong kinh Pháp Bảo Đàn, khi ngộ được bản tánh thì Tổ Huệ Năng có nói: không ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, xin Đại Đức Quan Hỷ giải thích dùm cho chúng con. Mô Phật. Việc chứng ngộ của Tổ Huệ Năng đó được hiểu như là một sự trở về nguồn tâm linh. Mà trên thực tế đó, rất nhiều người trong chúng ta với tư cách là phàm phu đó, ta xem thường cái năng lực tội giác lớn nhất là Phật tính vốn có ở mình, cho nên rong ruổi đây đó mà không biết quay trở về với nó, nên cuối cùng ta chỉ đạt được cái phần rất là phụ, dây bờ rễ má của tín ngưỡng thôi. Còn chiều sâu tâm linh đó là tội giác, giác ngộ đó, hầu như là chúng ta chưa sờ mỏ nó đến được. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn sanh muôn pháp đó, là hai câu nó bày tỏ vừa là một cái nỗi hân hoan vui mừng tột độ về cái việc trở về với chân tâm thần trú và thể tánh tân minh. Mà trước đây do vì hoài nghi, Tổ Huệ Năng và rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng là mình không có cơ hội để có được nó. Cái sự ngạc nhiên cùng tột này để làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại để quay trở về. Theo Thiền Tông á, thì việc chứng đắc á, không phải là cái mới được, mà là quay trở về với chân tâm thôi. Với một ảnh dụ như thế này: ánh sáng của mặt trời sánh ví cho chân tâm thường trú đó, nó có mặt lẫn ngày và đêm. Nhưng vì do cái góc độ quan học và thời gian sự quan sát đó, mà là lúc á, ta có cảm giác rằng là ánh sáng mặt trời đã lặn tắt 12 giờ về ban đêm. Trong ban ngày đó ánh sáng vẫn chiếu soi khắp mọi nơi, nhưng mà những buổi do mây che phủ bên dưới làm cho ta có cảm giác ngộ nhận rằng là ánh sáng ngày hôm nay không có. Chân tâm thường trú khi trải qua những cuộc sinh tử, khi làm người, khi làm trời, khi làm Atula, khi làm súc sinh, khi làm ngạ quỷ, tuệ giác tức là Phật tính mọi con người vẫn còn ở nguyên. Do hoài nghi, do mặc cảm, do tự ti, chúng ta chưa đủ bản lĩnh để khai thác nó.
Như vậy giác ngộ chỉ là sự quay trở về, giống như ta nỗ lực để làm cho mây tan đi hết thì ánh sáng bắt đầu được chiếu soi. Rồi quay trở về có nghĩa là không phải ta mới được. Chứ nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh là vậy đó. Nó giống như cái gương có chức năng là soi sáng. Người ta để 5-7 tháng hoặc là vài 3 năm mà không có lau chùi nữa, cái lớp bụi nó phủ che lên toàn bộ. Bây giờ ta lau, ánh sáng nó xuất hiện rồi. Như vậy ánh sáng không phải là mới có. Cái tính năng soi gương không phải là mới có, mà nó có sẵn trong chiếc gương rồi. Bây giờ ta phát hiện và trở về với cái giá trị sử dụng của nó mà thôi. Trong Phật giáo Nam Tông, đặc biệt là kinh Tương Ưng đó, Đức Phật dùng một cái ảnh dụ khác có nội dung tương tự. Như một tòa lâu đài trong rừng hoang vu, nhiều thế kỷ, các cây cổ thụ và những cái dây tùm gỡ đã phủ che, làm cho rất nhiều người đi vào trong rừng mà không phát hiện ra cái giá trị của tòa lâu đài. Đức Phật là người tìm thấy nó đầu tiên, và Ngài đã nỗ lực phát thảo ra một cái con đường, chặt phá hết tất cả những dây chùm rễ, làm án cái tầm nhìn của chúng ta từ xa, vẽ lệ cái sơ đồ, những cái bước đi để tạo tính an toàn cho tất cả những du khách có mặt được ở trong tòa lâu đài, để thấy được các giá trị báu vật ở trong tòa lâu đài đó. Cho nên Ngài không phải là tác giả của tòa lâu đài, hay là cái khác, Ngài phải là tác giả của chân lý, mà Ngài chỉ là cái người phát hiện ra chân lý thôi. Các Đức Phật quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế, và tương lai cũng vậy. Do đó Đức Phật chỉ xác nhận rằng là Ngài chỉ là người chỉ đường thôi, chứ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Do đó Ngài đã phát biểu trong kinh Viên Giác, 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Ngài không muốn giữ tác quyền chân lý về phía mình, vì đạo Phật dạy vô ngã mà, chân lý là của chung. Ngài chỉ là người khám phá đầu tiên để cho người khác có được cái quyền hưởng được những cái giá trị khám phá đó, chứ không phải là Ngài chạy tội hay là trốn trách nhiệm về cái tính liên đế về những gì mà Ngài đã phát biểu thông qua cái câu nói là Ngài chưa từng nói một lời nào. Nếu so sánh hai nội dung này thì ta thấy là việc trở về với chân tâm thường trú và việc mà phát hiện ra cái tòa nhà lâu đài của chân tâm thường trú đó, nó đòi hỏi đến cái tính quy luật. Mà sự tu tập hành trì để chuyển hóa phiền não, trong đó gồm có năm triền cái, năm chối buộc thấp đó, là một yêu cầu không thể thiếu. Rũ bỏ hết tất cả các phiền muộn này, giống như là mây dưới áng mặt trời đã được xua tan, thì cái vầng thái dương nó sẽ tỏ chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ. Điều đó nó giúp cho chúng ta có được một niềm tin vững chãi hơn, rằng là ai cũng có thể đến được tòa lâu đài chân tâm đó, ai cũng có thể thấy được cái giá trị đó, và nó có khả năng sanh muôn pháp. Đây là cái pháp lành, dạng thì công đức, những nội dung tích cực, giá trị cao siêu. Chứ đừng hiểu theo cái đen là mọi sự hiện tượng bao gồm thế giới vật lý. Vấn đề còn lại là lau chùi cho nó được phát sinh thôi. Tự tánh vốn thanh tịnh không có nghĩa là không cần đến những nỗ lực lau chùi. Giống như cái gương đó, cần phải có cái nỗ lực chùi bụi đó thì gương mới được sáng. Mà cái động tác chùi được lục tối đang sử dụng là cái gì? Nó liên hệ đến cái câu kinh mà lần đầu tiên Ngài được nghe từ một vị cư sĩ đi về từ chùa Hoàng Mai. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là đừng để cho tâm của mình bị vướng vào sắc thanh hương vị xuất pháp, không mà vướng vào các đối tượng trần cảnh của nó, không trụ dính vào bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Nó được làm vạn thiện công đức nhưng không bị vướng vào chủ nghĩa thành quả. Đi trong cuộc đời với nhiều nỗi khổ niềm đau nhưng không để nỗi khổ niềm đau vướng bận mình, thì hành giả như thế được gọi là đang sống buông xả, hay là an trụ tâm một cách đúng đắn. Thì nhờ sự an trụ tâm một cách đúng đắn đó, cho nên Ngài thấy rất rõ là bản tánh này vốn thanh tịnh, đâu bị trần cấu làm dơ dái nữa đâu. Cho nên nó có khả năng sanh ra muôn pháp lành, và cái giá trị pháp môn cũng từ đó mà được lưu xuất. Dầu Lục Tổ Huệ Đăng là một người thất học, không đọc được ngay cả 214 bộ thủ, nó giống như chữ cái của tiếng Việt ấy, thế mà bất cứ một câu hỏi gì Ngài đều trả lời một cách lão thông, vì Ngài đã đạt được trình độ là tâm thông và thuyết thông. Do trở về với cái chân tâm thường chúng vốn thanh tịnh từ xưa đến giờ, cho nên vay mượn và nương vào các pháp môn hành trì là để ta đạt được cái đó.
nên tránh hiểu một cách sai lầm rằng là trở về với chơi tâm thần chú nghĩa là ta quy Phật với chính mình, không cần phải đi chùa nữa, không nương vào các Phật nữa, không nương vào giáo pháp nữa, không nương vào tăng sĩ chân chính nữa. Ba ngôi tâm linh này, ngay cả các bậc xuất gia như là các hòa thượng tu 100 năm, các ni trưởng tu 100 năm cũng phải nương thôi. Tại vì đó là tấm bản đồ để Phật đã để lại. Và có tấm bản đồ ta đi không sao bị lạc. Chương tâm thường trú thì có sẵn, mà không có tấm bản đồ thì không biết cái kho tàng báu vật nó nằm ở đâu. Và dĩ nhiên chúng ta đi tìm hoài mà không gặp. Thì đó là một vài nội dung căn bản. Xin đi câu hỏi kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Đại Đức, con nợ trần chưa thể xuất gia được. Nay con nguyện quy y nhất tâm theo pháp môn Thiền Tịnh Song Tu. Xin Đại Đức cho con một lời chỉ dạy để con nhất tâm tu học. Mô Phật. Thiền Tịnh Song Tu không vẫn chưa đủ. Vì đó là hai dưỡng chất rồi. Trong kinh điển của Phật để có rất nhiều bài Đức Phật hướng dẫn chúng ta rất nhiều kỹ năng để chuyển hóa lòng tham. Một số bài khác là chuyển hóa lòng sân, một số là chuyển hóa lòng si. Nếu thực tập thiền đúng với tứ niệm xứ hay là 16 pháp quán niệm hơi thở thì tham sân si sẽ được rơi rụng, vào cái nghi hoặc đó như là một trong những cái trói buộc thấp đó sẽ được chuyển hóa, thì ta cũng có thể đến được đích điểm của hạnh phúc và an vui. Và nếu ta tu pháp môn niệm Phật dưới hình thức là nhất tâm bất loạn, gieo phước báo nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều, quán tưởng chánh niệm nhiều, thì ta cũng thể làm cho các phiền não bị rơi rụng, ta cũng đạt được sự an vui và hạnh phúc. Nhưng nếu ta cùng phối hợp với các bản kinh khác nữa, ngoài các bản kinh của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, thì giá trị trị liệu và chuyển hóa tâm thức sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn. Biết nhiều thứ vẫn tốt hơn là biết ít. Ví dụ để trị chứng bệnh cảm đi, quý vị có thể sử dụng phương pháp của Tây Y, uống paracetamol là paradol hay là tylenol, một vài viên C hỗ trợ vân vân, hoặc là Amiflu cũng có thể giúp chúng ta hết được cảm cúm, hoặc là nhiều cái thuốc khác. Nhưng ở trong Đông Y cũng có những bài thuốc rất hiệu nghiệm để trị chứng bệnh này. Và do đó giá trị trị liệu của nó cũng rất là cao. Như vậy nếu ta biết tăng cường sức khỏe bên cạnh cái việc trị liệu, hoặc là áp dụng luôn cả hai phương pháp giữa Đông Y và Tây Y thông qua sự châm cứu hỗ trợ hoặc là điểm nguyệt, thì cái kết quả trị liệu nó sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Thì tương tự đối với những hành giả thực tập hai pháp môn cùng một lúc á, thì kết quả nó đạt được sẽ nhanh hơn nếu ta làm đúng mà không rơi vào lòng tham. Nói một cái khác là chúng tôi kính đề nghị là ngoài pháp môn hành trì mà mình theo đuổi đó, ta nên tìm hiểu thêm những pháp môn khác. Cái nào hay ta có thể học được hết, áp dụng được hết. Vì Đức Phật ngày xưa không thuyết giảng pháp môn, mà Ngài nói rất nhiều bản kinh. Đối tượng căn cơ nào đang thiếu cái gì thì Ngài chu cấp cho cái đó. Chứ nào có rồi thì Ngài ít giảng hơn, giảng cái khác. Và không có pháp môn nào của Ngài dạy mà thoát khỏi tứ diệu đế, hay gọn hơn là bát chánh đạo. Cho nên thiền định song tu là tốt, thậm chí là phối hợp luôn cả mặt tâm cũng không sao, với điều kiện là hiểu đúng được bản chất của các pháp môn này. Cũng chỉ là một thôi. Theo Kinh Kim Cang nói là chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Các pháp môn là vốn bằng nhau, không có pháp môn cao, pháp môn thấp, pháp môn hay, pháp môn dở. Áp dụng đúng có tác dụng, áp dụng sai đó thì không có tác dụng gì thôi. Giống như ăn cơm, đâu có ai ăn có một món suốt cả cuộc đời, không à. Từ lúc mình ăn gạo lứt muối mè, công thức 7, có khi ăn công thức 3, công thức 4, công thức 5 cũng được. Hoặc là bữa nay ăn cơm, mai ăn phở, mốt ăn hủ tiếu, ngày ăn xôi, miễn đủ dưỡng chất, liều lượng cần thiết cho sức khỏe được đảm bảo là đạt yêu cầu. Thì các bài kinh của Đức Phật nó cũng giống như là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn. Có nhiều người suốt cuộc đời chỉ ăn có cái câu Nam Mô Di Đà Phật không sẽ đủ dưỡng chất được. Nói như thế không có nghĩa là phê phán Tịnh Độ Tông rồi, chúng tôi vẫn hành trì theo Tịnh Độ Tông.
Đức Phật không dạy chúng ta chỉ đọc một bài kinh hay niệm một câu thần chú, niệm một danh hiệu Phật là không biết gì khác. Như thế là thiển cận. Nếu chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà giải quyết được một vấn đề, hay là niệm câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng mà có thể thoát hết mọi khổ đau, thì Đức Phật đã không phải nhọc công mất đến 49 năm để thuyết giảng gần 300.000 bài kinh khác nhau. Rất tiếc á, các pháp môn chỉ chọn có lấy 2-3 bài kinh thôi. Thì đạo công kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, có Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật hết. Rút gọn lại Nam Mô Di Đà Phật, gọn nữa A Di Đà Phật, gọn nữa Phật. Còn Thiền Tông á, thì giới hạn trong kinh Tứ Niệm Xứ 16 pháp quán niệm hơi thở, rồi An Bang Thủ Ý, tức là kinh chánh niệm tỉnh thức, rồi gọn lại là chánh niệm như tâm hết. Cho nên đó Đức Phật nói rất nhiều. Cái phương pháp trị bệnh của y khoa ngày nay là phối hợp, ta trị tổng thể, ta trị chuyên trị. Phối hợp một cách đúng bài bản thì bệnh nó sẽ hết nhanh chóng hơn. Chứ mà không á, trị bệnh gan nó qua thận, trị bao tử nó qua gan. Bởi vì á, gan nó càng mát, mà mát á, thì nó lại trở ngại cho thận và bao tử. Cho đó ngoài cái chuyên trị, ta phải trị luôn cái tổng thể để hỗ trợ lẫn nhau. Thì các pháp môn của Đức Phật cũng thế. Và theo pháp môn nào không cần biết, phải áp dụng làm sao cho nhiều kinh để ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau, được xem là thành công. Còn tu pháp môn tịnh độ mà 20 năm sân si vẫn không chừa, tham lam vẫn có, nóng nảy, bực tức, cao có vẫn dễ đầy, và mê tín dị đoan thờ thần tài, thổ địa, táo quân, quan công, mẹ sa mẹ độ, thì không bao giờ được chứng đắc hết trơn. Mê tín quá sao chứng đắc được? Thì nó chẳng đi tới đâu hết. Cho nên phải lấy cái kết quả làm thước đo để ta mới lượng định được là pháp môn ta đã thực tập một cách nghiêm túc hay chưa. Còn giới hạn trong một cái gì đó, nó chỉ đạt được một phần thôi, không được tất cả. Xin đi câu hỏi khác. Một Phật, vừa rồi con có nghe nói ở chùa Linh Phước ở Đà Lạt vào ngày 22 tháng Giêng 2009 có xuất hiện hào quang ở trên tháp. Điều này có thật hay không? Xin Thầy giải đáp cho chúng con. Đó là một hiện tượng vật lý có thật. Cái đĩa quay về hiện tượng hào quang ở trên tháp của chùa Linh Phước trải mắt Đà Lạt đó kéo dài đến 7 ngày, mỗi ngày đến 3-4 tiếng đồng hồ. Dòng đường kính đứng từ ở dưới sân chùa nhìn lên đó thì nó là 10 mét ở trên không gian. Và nếu đo theo cái đường quyền của cái góc độ mà ta quan sát đó, nó có thể là vài chục mét. Các nhà địa chất học, các nhà khoa học và những người quan tâm về hiện tượng lạ này đều có mặt trong mấy ngày vừa nêu, quay phim, chụp hình, báo chí cũng đưa tin, nhưng hết sức là dè dặt. Báo Giác Ngộ đã đưa tin in trên cái bìa thứ hai ảnh màu. Và theo chúng tôi đó, nếu chúng ta chưa đủ dữ liệu về cái kiến thức khoa học về địa chất, về quang học đó, thì ta chưa dội lý giải đó là hiện tượng như thế nào. Có rất nhiều Phật tử nghĩ rằng đó là sự mầu nhiệm của Phật Pháp, như là hào quang của các Đức Phật, các vị Bồ Tát để chứng minh. Việc lý giải này rơi vào mê tín dị đoan rất dễ. Việc tụ một cái vườn ánh sáng tại một cái điểm nào đó là do cái tác động quang học đối với các sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh đó ngay cái thời điểm đó. Mà rất tiếc là chúng ta chưa có được các khoa học gia tâm pháp để lý giải nó là cái gì. Ví dụ như nếu ta có một cái cục hít khoảng 500 tấn nằm ở dưới lòng đất đó, thì tất cả những cái chuông này nó bị ngã rớt xuống đất hết rồi. Và cái lực hút nó mạnh quá, nó phải tạo cái sự hội tụ quay về. Thì trong cái quy luật của ánh sáng vậy, nó tạo ra cái điểm hội tụ. Mà không khéo ta cứ lý giải đó là hào quang của Phật Bồ Tát là không nên. Mặc dù đó là hiện tượng lạ nhưng không nên lý giải chủ quan. Phật và Bồ Tát là không có xuất hiện trên mây. Ở trong kinh Đức Phật nói rất rõ, nếu Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, xuất hiện với hình thức là con người thôi, để có thể chia sẻ thông điệp về chân lý cho những người hữu duyên. Còn ta nhìn đây đó các cái hiện tượng ở trên mây, giống như hoa sen, giống Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, chỉ là do chúng ta tưởng tượng hình dung ra thôi. Theo cái nền văn hóa về hình tượng mà mình đã từng gặp,
Những hiện trường ngẫu như vậy là khá nhiều. Bức tranh dân cổ trong nền văn học Việt Nam nó mô tả mà ta không thể là phủ định được. Ví dụ như trên mặt trăng làm gì có chú cuội cây đa, nhưng mà vào những ngày rằm trời sáng đó, có người nhìn thấy đó là có chú cuội. Và nói như thế thôi, cái sự ngẫu hợp như thế không có gì để chúng ta thấy là có con người thật, có cây đa trên đó chứ. Cây đa mà ta vừa nhìn thấy được ở dưới đây thì có lẽ cái đường kính và cái đường hoành của nó sẽ bằng khoảng vài trăm cây số, tại vì cái khoảng cách giữa ta và cái mặt trăng rất lớn. Làm gì có cây nào có đường hoành vài trăm cây số. Nhưng mà người ta vẫn cứ nói như thế, như là một thói quen, do vì cái kiến thức khoa học vào thời điểm đó quá ít, chưa đủ sức để lý giải nó. Cho nên không có gì để lấy làm mừng khi có những cái hiện tượng quang học tạo ra mây với màu sắc giống như hoa sen hay là hình Phật. Vì Phật mà có xuất hiện như thế cũng chẳng có lợi cho ai. Ngài có mặt trên cuộc đời thuyết pháp giảng kinh mà có nhiều người còn chưa chịu đến nghe. Có người nghe rồi chưa chịu hành trì, có người hành trì rồi mà chưa đúng được nữa, cho nên vẫn không có kết quả. Bên cạnh hàng loạt, hàng ngàn, hàng trăm các vị thánh nhân được thành đạo dưới sự hướng dẫn tâm linh của Phật, cũng có cái ông Đề Bà Đạt Đa chẳng ra ai, chẳng giống ai, ngỗ nghịch, ham danh, cống cao, ngã mạn, muốn thay thế Phật như thường. Cũng có nhiều ông tu sĩ tu chẳng ra gì, trên đường gặp Phật, gần Phật mà thực tập chưa có kết quả, ủng hộ thấy Phật trên mây đâu có tác dụng, như là hoài cái niềm tin dựa trên cơ sở của sự ngẫu nhiên. Do đó đó, ta nên theo tinh thần của Đức Phật, ý niệm Đức Phật đó là gần Phật và xa Phật. Ai sanh cách thời Phật mấy nghìn năm, ở xa Phật cả nửa vùng trái đất, mà thực tập được chân lý của Phật, người đó vẫn được gọi là gần gũi Phật, gặp Phật, từ miệng Phật sanh ra. Nói theo tinh thần của kinh Pháp Hoa, cái miệng là cái cơ quan để phát ngôn chân lý. Nếu ta hành trì đúng và chứng nghiệm được chân lý của Đức Phật thì ta trở thành là Phật tử, tức là từ chân lý Phật mà phát sinh. Lào là nếu mà không tu thì cũng không phải là con Phật, con của Thái Tự Tất Đạt Đa không phải là con Phật. Phải chứng quả, phải giải thoát, phải an vui mới được gọi là con Phật. Phật tử là con Phật thì phải làm sao đạt được cái chất liệu này, chứ không phải là quan trọng quá những cái hiện tượng quan học như vừa nêu. Cái đó nó ngẫu nhiên mà có, dĩ nhiên nó cũng là một cái hiện tượng lạ để chúng ta nghiên cứu tham khảo, chứ không nên xem nó là những cái biểu hiện của cái gì đó như là minh chứng cho một cái hiện tượng hay là một sự màu nhiệm. Xin yêu câu hỏi khác.